Thật ra cái giai đoạn mà Levi mà gọi là bắt đầu mà Levi giống như chuyển biến luôn á, trở thành một người chơi mà gọi là sẽ thành siêu sao á. Tức là trước đó Levi không phải siêu sao. Trước đó Levi ở Skyred là không phải siêu sao, lúc mà vừa vào game cũng không phải là siêu sao luôn. Anh còn nhớ có mấy lần anh la Levi mà Levi khóc luôn. Nhưng mà cái giai đoạn mà Levi thật sự trở thành siêu sao là từ cái thời điểm mà đi siêu sao đại chiến á, ở Tây Ban Nha á. Lúc đó anh nhìn thấy Levi khác biệt liền, xong Levi về Levi cũng nói với anh á. Lúc đó em đi đó xong em chạm trán với rất nhiều cái thằng hay trên thế giới á. Xong em nhận ra được, tức là khi mình va chạm với nhau, à kỹ năng của nó với mình chơi được hết. Nó hiểu rõ được, tức là sao cái gọi là những cái mà cái social, những cái media là khiến cho mọi người nhìn vô nghĩ là à, những đứa này là nó ở cái cao vời vợi, đó là mình ở nhà, mình ở VCS, mình ở Việt Nam, mình xem những cái game thủ nước ngoài họ được view những cái hype rất là to lớn như vậy á, thì mình nghĩ được là à họ là cái gì đó rất là xa vời, nhưng khi mình chạm nhau biết à họ cũng bình thường như mình, họ cũng vậy như vậy. Thì khi mà Levi nhìn ra được là à mình có thể làm được những chuyện này, họ có thể làm những chuyện này mình vượt trội hơn người ta, những chuyện này người ta vượt trội hơn mình, từ đó cho đi là cái tư duy của Levi hoàn toàn khác và nó tốt hơn rất là nhiều. Thì khi mà mình anh cũng ra thế giới cũng vài giải rồi, thì cũng thi đấu rồi, cũng dùng một chủng trend này rồi, thì khi mình chạm mặt mình biết là cái sự chênh lệch của họ với mình không có lớn lắm, thậm chí là có một số cái mình tốt hơn họ nữa. Thì đối với anh là cái tương quan lực lượng của game với những cái đội á, ngoại trừ anh nghĩ là Hàn với lại Trung, đây là hai khu vực mà anh không hiểu lối đánh của họ, anh không hiểu được cái lối đánh của họ, anh không hiểu được về cái cách mà họ vận hành trò chơi này như thế nào. Tức là mỗi người đều có một cái cách để vận hành cái trò chơi này như thế nào như này, thì anh không hiểu cách vận hành trò chơi của họ như thế nào như vậy. Thì đối với anh thì những khu vực này anh không đánh giá được. Đến với kỳ chung kết thế giới này thì phải nói là có rất là nhiều team mạnh. Và đây là một kỳ chung kết thế giới cũng có thể coi là quy tụ nhiều team mạnh nhất. Và nếu như mà gam với tư cách là pool 2, tức là trong một bảng sẽ có một pool 1, 2 pool 2, một pool 3, thì tỷ lệ mà gam đụng độ cùng với những đội tuyển mạnh rất là cao. Ví dụ như pool 2 của Trung Quốc thì có Royal, pool 2 của có Royal và IG. Pool 2 của Hàn Quốc thì có Refin. Đó đều là những cái pool 2 cực kỳ mạnh và mình không muốn chung bảng với cái team đó. Tức là một kỳ chung kết thế giới có thể sẽ rất là khó khăn nếu như mà lát thăm may rồi nó đưa mình vào một cái bảng đấu khó. Thật ra cái mùa mà mình đi chung kết thế giới 2017 á, thì mình vô chung ngay cái bảng của Long Ju. Xong rồi sau đó thì mình dính thêm Immortal nữa, mà cuối cùng Fnatic nhảy vào cái bảng của mình. Thì cái bảng đó được coi là cái bảng gọi là dễ chơi, cái bảng dễ chơi mặc dù có Long Ju rất là mạnh, nhưng mà cái đối thủ còn lại thì mình chơi được. Nói chung lúc đó thì cái xác suất để mình vô được cái vòng trong là có, nhưng mà cuối cùng mình lỡ mất cái cơ hội đó. Thì mọi người cứ nghĩ là vô chung cái bảng của Hàn á thì nó sẽ có được cái tình thế như vậy, nhưng mà thật ra thì tính theo xác suất thống kê thì nó không phải vậy. Nói chung là lợi ích nhất của mình hiện tại so với thực cái đội thì tốt nhất là mình sẽ rơi vào bảng của Liquid là sẽ tốt nhất. Tại dù sao thì nếu mà dưới lên á, cái đội quay cạp với lại một đội khác á, thì cái việc mà một đội như là Dawon mà có thể nhảy vô cái pool của mình á, ở cái lớp thứ tư á, thì nó có 25% thôi. Nó còn lại là các đội khác hết. Và khi mà nếu như mà mình chung bảng với lại như vậy thì dù là mình có thêm một cái đội Trung Quốc đi, chung bảng mình cũng pool 2 mà vô cái bảng mình chăng nữa, thì xác suất mà để một thằng Trung Quốc vào bảng của mình cộng với lại thêm cả Dawon vào bảng của mình nữa, nó chỉ còn có 12,5% thôi, nó rất là thấp. Tức là mình có thể là à mình cộng với một đứa Trung Quốc rồi cộng với lại ba đứa còn lại của Wildcard là xác suất rất là cao. Còn lại thì tốt nhất là mình nên chung bảng với Liquid. Thì nếu mà mình rồi Liquid nữa, xong mình còn dính vô là Dawon nữa, xong mình dính vô lại Trung Quốc nữa, rồi mình nữa, thì đó là một cái giống như thảm họa với mình á, cái bảng như vậy á. Nhưng mà cái xác suất nó cực kỳ thấp, nó cực kỳ thấp luôn, nó rất là thấp. Và nếu mà bị dính như thì nói chung trời kêu ai người nó giả đâu có phải cố gắng hết sức rồi, nhưng mà đó là xác suất thấp nhất của mình. Thì tốt nhất là mình sẽ chung bảng với Liquid. Thật ra thì muốn một chuyện còn bóc thăm vô được thì hơn chuyện khác. Còn muốn thì gặp team tầm tầm mình thôi, giống như Liquid hay là G2 hay là HK đều ok. Còn mấy anh lớn thì hẹn ở gặp tứ kết nếu mà mình may mắn mình vô được sâu hơn. Thì bản thân anh thì thích đối đầu với ba đội tuyển đó là G2, Fnatic cũng như là NG. Tại vì anh thích lối chơi của G2 và anh thích Redlet cũng như là UG bên Fnatic cũng như là NG. Anh thích gặp ba đội tuyển đó. Nói về mục tiêu của anh thì tại chung kết thế giới thì thắng trận nào hay trận đó. Nói chung là gặp những đối thủ mà ngang tầm thì cố gắng để đạt chiến thắng, còn đối với những đối thủ mà hơn tầm mình đó, kiểu như KT hay IG thì cố gắng có một trận đấu hay để cho họ công nhận thực lực của VCS mình. Theo như em được biết thì lót thứ 7 chung kết thế giới đã được bán luyện đăng ký cho em cách đây 2 tháng.
và nó tốn rất nhiều chi phí. Thì em cảm nghĩ của em lúc này là ban huấn luyện nó rất tin tưởng em và cho em cơ hội để em thể hiện, để em chứng minh được là em xứng đáng với lá thứ bảy đó. Anh muốn cảm ơn với lại tất cả mọi người đã ủng hộ anh, ủng hộ đội tuyển trong suốt cái thời gian mà tụi anh thi đấu ở cái VCS này nè. Thật ra thì có bên cạnh đó thì anh cũng nói chung là khán giả thì là những người theo đuổi, những người mà ủng hộ từ mùa này tới mùa khác, thì anh nói chung anh rất là cảm ơn. Nhưng mà anh muốn đặc biệt cảm ơn đối với lại staff nè, những người mà ở hậu cần của đội nè, rồi những người ví dụ như là anh Linh nè, rồi anh Vinh nè, Trần Sơn, rồi tất cả những người như vậy. Tại anh biết là có rất nhiều người là họ cũng bị stress, họ bị bất an, họ bị nhiều thứ lắm. Nhưng mà rất nhiều thời điểm các bạn không có lên tiếng, các bạn muốn là anh không bị mất tập trung á, thì mọi người cứ phải giữ đó trong lòng. Thì anh cảm thấy là anh rất là biết ơn cái chuyện đó. Tức là mặc dù anh luôn nói với mọi người là mình chắc chắn vô địch, nhưng mà mọi người cứ vẫn bị bất an thôi. Thì cuối cùng là mình vô địch được. Thì anh cảm ơn là mọi người đã tin tưởng anh. Với lại khi mà mọi người không thể tin tưởng anh á, thì giống như cái chuyện mà mọi người chấp nhận cái chuyện bất an trong lòng, giống như là ok, lỡ mà Gam có thua thì mình cũng sẽ tiếp tục, mình không thể nào mà mình tự tin được như vậy, thì mình chấp nhận lúc mình đau khổ cùng với nhau. Thì anh cảm ơn tất cả mọi người về những cái như vậy. Cảm ơn, mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ team cũng như là ban huấn luyện cùng tuyển thủ đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn đầu VCS rất là khó khăn, khi mà team mình đã để thua 2 trận đấu. Và sau đó là bọn mình đã cố gắng nhiều hơn, vì sự ủng hộ của các bạn mà bọn mình đã cố gắng nhiều hơn và giành được chiến thắng sau đó. Thì cuối cùng là chức vô địch này là để dành tặng các bạn. Thì hy vọng thì trong cái trận chung kết thế giới đó thì các bạn cũng đừng có quá hy vọng, cũng như là đừng có khinh thường bọn mình, biết đâu bọn mình sẽ làm được kỳ tích ở kỳ chung kết thế giới lần này. Thì tụi mình đã hoàn thành được cái mục tiêu đầu tiên là vô địch VCS, và mọi người hãy cùng tụi mình hướng tới kỳ chung kết thế giới lần này. Thật sự thì em cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được đi xa cùng với những con người ở đây. Mọi người đều tâm huyết với cái mục tiêu của mình, thì em muốn cảm ơn sâu sắc tới những người đã góp phần lớn trong cái chức vô địch VCS ngày hôm nay. Đó là những người như anh Yuna, hay anh Triệu, hay anh Văn Tùng, hay anh Trần Sơn, hay tất cả những người đã ở phía sau ủng hộ, ở phía sau hỗ trợ cho Gam. Thì em cảm ơn những phần lớn đó để có chức vô địch VCS ngày hôm nay. Thì em một lần nữa em xin cảm ơn mọi người. Mình đã trải qua cũng 3 mùa giải thì với Gam rồi, thì trong những lúc thì mình đi trên con đường này thì cũng có lúc thất bại, có lúc buồn và vui. Mình muốn cảm ơn những các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình từ mấy lâu nay, và những lúc mình thất bại và vấp ngã mà các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ mình và luôn theo dõi mình suốt mấy thời gian này. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, mình rất là biết ơn, và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình trong chặng đường dài phía trước nữa. Bố, anh Minh, em đi Đức rồi. Hy vọng là team sẽ thi đấu tốt tại chung kết thế giới. Mình ở nhà thì sẽ cùng với các khán giả ở Việt Nam cổ vũ cho Gam Esports. Và đặc biệt là Kiya và Yoshino, thì khi mà không có anh ở phía sau thì Gam ở đấy cố gắng tập luyện chăm chỉ và nghe lời anh Yuna cũng như anh Tín Nị. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và team trong suốt giai đoạn giải đấu VCS, và mong mọi người sẽ ủng hộ mình và team trong giai đoạn chung kết thế giới sắp tới. Mình muốn cảm ơn anh bố và anh trai đã gọi điện và động viên cổ vũ trước ngày thi đấu. Đặc biệt lần này có Thảo và gia đình đó, nó luôn ủng hộ và động viên trong suốt quá trình mình chuyển tới Gam thi đấu. Con sẽ cố gắng tiếp tục thi đấu và thi đấu tốt ở Đức
mong là mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ con nha. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mặc dù giai đoạn đầu mình đánh rất là tệ, nhưng các bạn vẫn ủng hộ để mình có thêm động lực để cùng Gam vô địch. Mình rất là cảm ơn tất cả các bạn khán giả, đặc biệt là những bạn mà gọi là quan tâm đến sức khỏe của các thành viên. Các bạn cũng có gửi trái cây hay là thức ăn dành cho các vận động viên, thì mình rất là cảm ơn. Và mình xin hứa là trong vòng chung kết thế giới này thì mình sẽ cố gắng phát huy tốt nhất tinh thần mẫu mẫu của mình để chăm sóc sức khỏe tốt cho tất cả các bạn vận động viên thi đấu cũng như là Yuna hay là Tiến Nị.